Xin chào các bạn, đồ vũ sư và này đức thiện. Hôm nay xin gửi tới quý vị và các bạn một món chơi rất là độc đáo và đầy tính nghệ thuật, đó là bức tranh sơn mài xưa. Có lẽ với nhiều người thì tranh sơn mài là một đề tài khá là lạ, cách thể hiện khá là lạ. Nhưng mà các bạn hãy xem bức tranh này, nó rất là độc đáo này. Này là cảnh làng quê Nam Bộ, có cây dừa. Có lẽ trong ký ức của nhiều người Nam Bộ thì bức tranh như thế này rất là thân thuộc rồi. Tranh sơn mài lắm, tranh lát mài thiếp vàng. Cái chỗ này là nền bên trong là khi các bạn cạo ra còn mài nhỉ, và thấy vàng nó màu vàng nó rực lên bên trong. Tuy nhiên là trong cái video mà quay lên thì nó không được rực như ngoài thực tế. Các bạn xem một phần ở đó, một cảnh đồng quê, làng quê của Nam Bộ. Những tôi nghĩ là những cái năm sau giải phóng, trước hoặc sau giải phóng gì đấy, có cây hoa gạo rất là độc đáo, vẽ kỹ không? Xưa người ta vẽ kỹ, người ta làm công phu lắm, nhìn dáng cây cổ thụ rất là dài. Có thể người ta tỉa, đây các bạn xem, tôi sẽ quay gần, người ta tỉa từng cái nả cây tre, cái là cảnh của em bé chăn trâu, một cô đi gặt lúa về. Mẫu này này ngày xưa là mẫu này là mẫu của thành lễ ngày xưa này. Tuy nhiên là cái bức tranh này nó không có chữ ký. Tranh này không có chữ ký mà nó là mẫu của thành lễ ngày xưa. Trước đây tôi cũng mua được một cái bức tranh như thế này, có cái chữ ký thành lễ rồi, đẹp lắm. Sau đó tôi bán cho một anh bạn Việt Kiều, bây giờ nó đi sang nước ngoài rồi, nhập quốc tịch Mỹ rồi. Tranh này kích thước nó khoảng 90-60. Nó làm theo đằng sau có phất vải, tranh cũng có tuổi rồi, làm đúng quy trình của sơn mài truyền thống ngày xưa đấy. Tấm này các bạn chơi vài chục năm cũng màu của nó càng chơi nó càng lên màu càng đẹp. Rồi, quý vị quan tâm có thể liên hệ với đồ vũ sư Bàn Anh Đức Thiện. Địa chỉ là 49 Cộng Hòa, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại hotline là 0913 101976. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.